sáng rồi thức thôi. Hôm nay tôi đi Hàn Quốc đi xem cần sắt bờ lắc vì nhà. Lựa đồ đi nè. Xong rồi nè Hi. Đi soạn đồ bỏ vô vali. Tôi đi một tháng nên hai vali bận nha. Gọi cho người yêu của mình để đón ra sân bay. Hello em hả, xong chưa nè, để anh đón em đi. Dạ em xong hết rồi, đợi anh để đón thôi à. Ừ, đợi anh tí, anh còn liền nha. Dạ, bye anh. Ừ, bye em. Thôi trong khi đợi mình coi phim tí đi. Mukashi, tsuki no ura ni wa bunmei ga aru to iwarete tan da. Jinrei no rekishi wa isetsu ga kirihiraite kita yō na mono da yo. Isetsu Club Members Match! 月のルカです。月の裏側を見に行こう。ここがウサギ王国。ようこそ。Thôi chắc người yêu tôi đến rồi nè. Bye ơi, xuống đi nè em. Thôi đi xuống thôi nè. Này giờ em đợi anh có lâu không á? Dạ không lâu đâu anh. Đây anh xách vali cho nè. Thôi được rồi, em cầm được rồi. Thôi lì ghê, đưa đây anh cất cốp xe nặng tay đó. Dạ đây nè, anh nặng lắm á nha. Này nhẹ mà có gì đâu mà nặng. Nơi rồi nè, em vô sân bay đi. Dạ thôi em đi nha, anh nhớ ăn uống đầy đủ đó nha. Ừ, anh biết rồi, đi chơi vui vẻ nha. Dạ thôi em đi đây, không thừa trễ. Trên ăn đồ ăn nè. Này tôi ăn cơm thịt heo súp bắp cả nhà. Món ghê à, đúng là đồ ăn sân bay. Thôi đi lấy vé đi nè. Đi xuống nè, người ta xuống hết rồi. Gọi cho nhỏ em gái tới giúp nè. Má mày tìm mày, ba mày tìm mày, bà ngoại mày tìm mày, ba nói mày tìm mày, ông nói mày tìm mày, ba má mày tìm mày, bà ngoại mày tìm mày, ông nói mày tìm mày, má. Tôi trời sáng rồi hả ta? Hello, ai vậy? Tao Mai nè mày. Cô chị Mai hả, gọi cho em chị á. Cô không đến giúp tao hả? Chết cha này, em ngủ quên á. Thôi đến giúp chị đi nè, lạnh quá trời nè. Rồi rồi, em tới liền. Bên đây lạnh thấy ghê, bên Việt Nam mình nóng vãi ên. Chị đợi em có lâu không á? Có lâu gì đâu. Lâu thấy bà. Vậy thôi mình lên xe đi chị. Ừ ok. Lâu rồi không về Hàn, giờ nhìn lại nó đẹp ghê. Nhìn chin ha em. Dạ kê kê. Gần tới nhà em rồi này chị. Thôi đi vô nhà nè. Phòng này là
của chị á nha. Ừ, chị cảm ơn nhiều nha. Dạ không có gì đâu, có gì nhớ kêu em á. Ừ, chị biết rồi. Thôi cất vali, đi xuống tắm rửa nghỉ ngơi. Lựa đồ. Thôi xong rồi ngủ thôi. Ra coi này, trời tốt không nè. Cô nay em tôi giỏi vậy, biết nấu ăn luôn ta. Rồi em của chị mà, hi hi. Thôi chị đi rửa mặt xong ra ăn đi, không thôi nguội. Chị em tôi đi uống cà phê nè. Thôi uống xong rồi hai chị em tôi về. Hide and seek.
Ê con kia dậy đi xem mờ lắp bình nè. Giờ này còn sớm mà lo gì, để em ngủ xíu nữa đi. Tôi 7 giờ rồi đó, đi làm tóc nữa là 8 giờ rưỡi rồi này đi.